Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh Bi Audio Sài Gòn. Hôm nay Bi có về một máy đôi loa reviewer quý vị ạ, toàn reviewer thôi. Và ai đang xem kênh của Bi thì quý vị nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nữa thì quý vị liên tục săn được những sản phẩm ưa thích của mình. Và đầu tiên Bi sẽ giới thiệu cái loa này. Loa cao cao này là loa reviewer Venue Stadium nha quý vị. Model của nó là như thế. Dòng loa cột rất là cao. Nó có hai loa bass 20, một loa mid và một loa treble đơm nha quý vị. Phía trước này nó giá này giống như màu da, rất là đẹp, rất là sang. Viền này là viền cao su quý vị ạ. Độ nhạy của nó rất là cao, 91 decibel, trợ kháng 8 ohm và công suất của nó là 225W trên một loa. Nó có chân ở dưới nữa, bây giờ mình sẽ đo cái chiều cao của nó xem. Chiều cao của nó là 1m02 nha quý vị. 1m02. Chiều sâu là 37. Chiều rộng 25. Nói chung là loa còn tương đối đẹp. Còn là thùng xin đây, chung là cũng rất là nặng. Và nó có lỗ thông hơi ở phía sau nha quý vị. Có lỗ thông hơi ở phía sau. Bây giờ Bi sẽ quay ra một cái loa để quý vị xem. Đây, lỗ thông hơi đó ạ. Và nó có cái tem, cái model của nó luôn nè. JBL Venue Stadium nha. Đây quý vị thấy chưa? Nói chung là dòng loa này thì dòng loa đời mới. Dòng loa đời mới thì thường quý vị nhìn thấy nó sẽ sản xuất ở một cái bang này của California. Nó có cái tem này, nó giống như những cái dòng ND310 hay 312 la mã. Đây. Đây là cảm giác loa của nó. Bi thì Bi thấy nó thiết kế y chang, nhưng mà có điều cái bass nó nhỏ hơn thôi. Chứ thấy cũng giống y chang chứ không khác gì. Quý vị xem từng loa đi. Cái loa mid này là viền vải, còn hai loa bass thì là viền cao su, màng giấy nha quý vị. Lưới rồi còn đầy đủ nha quý vị. Đây, đây là hai cái lưới đây. Lưới của cái này lưới nhựa, thường thì nó cũng hay bị gãy mấy cái chốt nè quý vị. Này, phía trước thì còn ok nha. Ở trong cái khung này thì không có bị những cái bát hình hoa này thì không có bị gãy. Đây sẽ thử đậy một cái lưới để cho quý vị xem. Đây, chúng ta đậy lưới thì như này. Và đôi loa JBL Venue Stadium mà Bi bán với mức giá là 9.500.000. Nói chung là nghe nhạc rất là hay quý vị ạ. Rồi đi xong một cặp loa rồi, tiếp theo một cặp loa bên cạnh cặp loa đó là cặp loa model là Babon 30 nha quý vị. JBL Babon 30, tới là Bi sẽ quay ở phía sau ra thì quý vị sẽ có một cái tem ở phía sau, quý vị biết rõ cái model hơn. Nhiều khi mình đọc tiếng Anh quý vị nghe cũng không rõ. Thì loa này nó có lỗ thông hơi ở phía trước, một loa bass 18, một loa mid và một loa treble, cũng một loa treble đơ, cũng giống dắt cái treble này, cũng giống với cái treble bên kia. Lỗ thông hơi này, viền của loa bass này cũng là viền cao su nha quý vị. Viền cao su, màng thì màng bằng giấy. Và độ nhạy của loa này là 90 decibel, công suất là 150W, trợ kháng của nó là 8 ohm. Và mức giá Bi bán là 7.200.000. Quý vị xem thì nhớ nghe hết video để chúng ta biết giá của cái cặp loa, bởi vì trong mỗi video hàng về thì Bi báo giá rất là đầy đủ. Trừ những quý vị mới xem mà không nghe hết thì mới biết không biết giá thôi.
chứ Bi đều báo giá cả nha, thì quý vị nhớ xem. Và cái dòng này thì nó cao 86 cm, nó sâu 31 nha quý vị, và nó có độ rộng là 23. Bây giờ Bi sẽ thử quay một cái loa lại phía sau quý vị nhìn. Có thể làm ra còn ai với không gian nhà không quá rộng thì Bi nghĩ cặp loa này rất là dễ trưng bày, mức giá cũng dễ chơi, 7.200.000. Quý vị ạ, model của nó là 3 bo 30, cái tem cũng giống với tem bên kia, thường những cái dòng đời mới nó là như vậy. Những cái dòng này thì nó không phải chưa phải bị mục viền đâu, những cặp ND hôm bữa đi bán thì nó cũng không có bị mục viền, bởi vì thời gian nó cũng mới chứ không phải là giống như cái dòng mấy cái dòng loa cổ của JBL. Rồi xong cặp thứ hai rồi, còn tiếp tục một cặp nữa. Cặp này là cặp loa thùng quý vị ạ, màu gỗ kính dán. Cặp này Bi cũng đã từng bán rồi, và cái model của nó là LX44 nha quý vị. Cặp 3 bo 30 hồi nãy Bi vẫn còn lưới nha quý vị, nhưng mà mình không có đây cái lưới của nó đâu quý vị ạ. Đi đặt một cái lưới của thằng này thì những cái chốt nó chắc chắn hơn nên nó không có bị gãy. Mình đặt một cái vào đây, lưới của nó đi đặt vào như vậy. Và bây giờ qua LX44 nè. LX44 thì một loa bass 20, một loa mid và cũng một loa trep titanium quý vị ạ. Cái dòng này thì trên loa trep nó có khắc cái chữ JBL và nó có khắc cái chữ titanium, cái chất liệu của loa trep. Độ nhạy của nó là 91 decibel, trở kháng thì 8 ohm, và trở kháng 8 ohm và công suất của nó là 150W quý vị nhé. Thùng cánh gián cái này có dính mấy vết đen, Bi chưa lau nè, mình chưa lau ra, và nó cũng có lỗ thông hơi ở phía sau. Đây quý vị đang thấy cái model LX44 8 ohm. Loa này đợt trước cũng có nhiều anh hỏi Bi nhưng Bi đã hết. Nếu như những anh đó mà đợt này đang xem video của Bi thì nhớ liên hệ với Bi sớm. Tất cả Bi đã đặt test ok hết rồi nha quý vị. Và cặp loa này nó cũng được sản xuất tại Mỹ, granted in USA với quý vị. Mình đang quay con tem đó. Rồi, Bi thử đo cái kích thước của cái LX44 này xem. Nó có chiều sâu là 28 quý vị ạ. Chiều rộng là 30 và chiều cao là 58,5. Dòng này thì cái găng mút nha quý vị, găng bằng mút. Wow, ba cặp loa, hai cặp loa còn một cặp loa thùng đều đến từ hãng JBL với mức giá là toàn dưới 10 triệu hết, nghe nhạc rất là hay. Và cặp LX44 là Bi bán mức giá là 8.500.000 quý vị nhớ nhé. Và đây là cái lưới của nó, đây lưới bằng nhựa nha quý vị, khung bên trong nè. Trời, quý vị nhớ hết giá chưa? Cặp cao nhất là cặp JBL với model là Bonbo 30, Bi bán mức giá là 9.500.000. Và cặp tiếp theo, à Bi nhầm, cặp cao nhất là cặp JBL Venue Stadium nha quý vị, mức giá là 9.500.000. Nó có hai loa bass 20, một loa mid và một loa trep.
và cặp loa Bonbon 30 này, cặp loa thấp hơn là Bonbon 30 là đi bán mức giá là 7.200.000. Nó có một loa bass 18, một loa mid và một loa jazz. Còn cặp đĩa 44 là cặp loa phòng màu cánh giá nha, giá CDL màu cánh giá mức giá là 8.500.000. Còn lưới rồi đầy đủ hết nha quý vị nhớ nhé. Và Bi có bán đĩa CD này nha quý vị. Để Bi đưa một số mẫu CD. Đây là những mẫu CD BNB bán. CD này là Tình Khúc Trịnh Công Sơn. Nói chung là có rất nhiều ca sĩ thể hiện. Hôm bữa mình chưa giới thiệu quý vị nha. Tiếp theo là một cuốn Hà Văn. Với cùng song ca cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nha quý vị. Này. Đây là Đan Nguyên. Với âm với tựa đề là Con Đường Mang Tên Em. Một CD như vậy là ai đang xem kênh của Bi cũng biết Bi bán mức giá là 60.000 đồng. Giá Linh Thanh Tuyền. Và Bi có một album của ca sĩ, album Da Vàng của Khánh Lê. Tàu Đêm Năm Cũ của Hoàng Thục Linh. Rồi, ai đang cần CD thì nhớ liên hệ với Bi, một cuốn là 60.000 và đảm bảo là quý vị mua một lần sẽ mua một lần nữa, rất là hay. Đây là CD tái bản từ đĩa gốc quý vị nhớ nhé. Nhiều người hỏi Bi là có phải đĩa gốc không, mà không phải, tái bản F1 luôn. Nói chung là Bi dùng cái phôi phono hoặc vapertin rất là chuẩn, ghi rất là chuẩn quý vị ạ. À, nghe rất là hay, đảm bảo luôn. Nếu như ai đã mua rồi thì hãy vào feedback cho Vy, bình luận cho Vy là đĩa như thế nào nha. Còn bây giờ Vy xin trân trọng cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị.